Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại trung tâm cây giống, địa chỉ được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngày hôm nay Ly xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta về lô mít cuộc đỏ sơ vàng lá bầu Indo. Lô này là lô gốc to nha bà con. Đây, quý bà con chúng ta nhìn thấy không ạ? Trước màn hình quý bà con chúng ta đây là những cái lô mít. Lô này là gốc từ 2 phân ăn lên nha. Quý bà con chúng ta nhìn thấy cái cây nó rất là đẹp ha. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta thích trồng gốc to thì thích hợp để lấy những cái lô giống như vậy ha. Gốc to và cái cây nó rất là đỏ nè, lóng nó thưa nữa ha. Cây như vậy thì chúng ta đặt xuống thì nó sẽ hít luôn, nó sẽ nhanh lớn ha. Cây nhanh lớn thì chúng ta trồng nó sẽ nhanh phát triển, và cây nó nhanh phát triển thì nó sẽ nhanh ra trái nha. Tiết kiệm được thời gian cho quý bà con chúng ta luôn ha. Đây là những cái chèo bơi thì bên đây cũng thường xuyên đi lãi những cái chèo như vậy để cho những cái bo chín á nó phát triển mạnh hơn, nó mập hơn ha. Cây thì nó được hai ba lá rồi. Lô này thì khoảng chừng 10 ngày nữa thì chúng ta trồng được nha bà con. Đây là cái lá mít ruột đỏ sơ vàng đây. Lá bầu chúng ta gừa vô nó nhung nó mịn ha, chứ nó không có nhám, nó không có lông nhiều. Còn mít ruột đỏ sơ vàng thì số lượng thì bên trung tâm cây giống còn rất là nhiều nha. Tùy theo quý bà con chúng ta thích đầu tư giống cây gốc nó như thế nào thôi. Thì bên Ly có gốc thì từ 1/3 tới 1/5, còn có gốc thì từ 1/5 tới 2 phân. Rồi có gốc thì từ 2 phân đổ lên thì nó giống như vậy. Cái lô gốc giống như vậy nha bà con. Hàng có sẵn. Nếu anh chị nào chúng ta thích thì cứ việc đến trung tâm cây giống để lựa chọn từng cây luôn ha. Còn giống như cái đơn bên kia, lô bên kia là gốc từ 1/3 tới 1/5 đó. Đang lên hàng cho chị Hà ở Đồng Nai. Chị đặt là 1.600 cây. Hôm nay tới ngày giao rồi nha bà con. Cây giống mít cuộc đỏ sơ vàng thuộc loại là cây dễ trồng nha, nhanh ra trái nữa, nên nhiều chủ đầu tư đang quan tâm. Tại vì bạn này chúng ta trồng mà chăm sóc tốt á, thì chỉ trong vòng là từ 15 tháng nha, là chúng ta bắt đầu làm trái bói được rồi. Nếu như cô chú anh chị mà chăm sóc không tốt, chăm sóc mà không có kỹ thì tầm khoảng 18 tháng đến 20 tháng ha, thì chúng ta bắt đầu làm trái bói được nha. Bạn này thì nó thích nghi được nhiều vùng miền luôn, giống như là vùng đất mà bị nhiễm khoen nè, phèn ha, rồi dùng nước mà quý bà con chúng ta nó hay bị lợ đó, thì chúng ta cũng có thể là trồng được cái cây mít cuộc đỏ sơ vàng này. Cây này thì chúng ta cũng có thể là trồng được ngoài vùng miền Bắc nè, vùng miền Trung, vùng miền Đông thì cây phát triển rất là tốt rồi. Trong ruột thì nó sẽ màu đỏ, cái sơ nó sẽ màu vàng nha. Ăn rất là ngon luôn ha bà con. Bên trung tâm cây giống cũng thường xuyên chia sẻ cho quý bà con chúng ta cũng rất là nhiều về giống mít ruột đỏ sơ vàng lá bầu này. Thứ nhất là nhanh trái, thứ hai là ăn ngon nè. Còn cái thứ ba nữa là đang được xuất khẩu với giá cao nha. Đó. Nếu như chúng ta nào mà muốn đầu tư thể loại cây giống mới ha, thì chúng ta cũng có thể tham khảo về giống mít này nha bà con. Lá đây. Cái lô này gốc từ 1/3 tới 1/5 nè. Ly sẽ quay gốc cho quý bà con chúng ta xem để chúng ta dễ hình dung ra được cái gốc mà từ 1/3 tới 1/5 là nó như thế nào nha. Đó. Đang lên hàng luôn. Một 1.600 cây. Về tỉnh Đồng Nai. Thì bên trung tâm cây giống đi giao bằng đường xe tải ra thì có giao bằng đường bưu điện nữa nha bà con. Tức là quý bà con chúng ta mua số lượng ít á, thì bên trung tâm cây giống sẽ giao bằng đường GNT, đóng hàng thành kiện giống như vậy, đưa tại nhà cho quý bà con chúng ta luôn ha. Chúng ta nhận hàng tại nhà nha. Còn đây cũng có chủ đầu tư đến để chọn cây giống nè, hợp đồng cây giống. Đó, thành kiện giống như vậy. Tắc có nè. Tắc rồi có lụ. Nói chung là rất là nhiều loại cây giống luôn nha.
Rồi, Ly xin nhắc lại địa chỉ của trung tâm cây giống được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Bên trung tâm cây giống là đơn vị cung cấp cây giống cũng như là hỗ trợ kỹ thuật trồng tại vườn. Có lắp đặt hệ thống nước nè, có hỗ trợ kỹ thuật làm bông làm trái tại vườn cho quý bà con chúng ta luôn ha. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta có nhu cầu thì cứ việc gọi vào số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống được đồng hành và phục vụ cho quý bà con chúng ta nhanh hơn và sớm hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.